Này thiện hiện, thế nào là Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa như thật biết tưởng? Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa như thật biết tướng của tưởng, như thật biết sự sanh của tưởng, như thật biết sự diệt của tưởng, như thật biết chân như của tưởng, thì như vậy là như thật biết tưởng. Này thiện hiện, thế nào là Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa như thật biết tướng của tưởng? Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa như thật biết tưởng giống như sóng nắng chẳng thể nắm bắt được, do hư vọng khát ái mà khởi tưởng ấy, giả bày đặt có, giả phát ra lời nói, thì này thiện hiện, đó gọi là như thật biết tướng của tưởng. Này thiện hiện, thế nào là Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa như thật biết sự sanh của tưởng? Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa như thật biết tưởng không từ đâu đến, không đi về đâu, tuy không đến không đi nhưng tương ưng với pháp sanh, thì này thiện hiện, đó gọi là như thật biết sự sanh của tưởng. Này thiện hiện, thế nào là Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa như thật biết sự diệt của tưởng? Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa như thật biết tưởng không từ đâu đến, không đi về đâu, tuy không đến không đi nhưng tương ưng với pháp diệt, thì này thiện hiện, đó gọi là như thật biết sự diệt của tưởng. Này thiện hiện, thế nào là Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa như thật biết chân như của tưởng? Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa như thật biết chân như của tưởng, không sanh không diệt, không đến không đi, không nhiễm không tịnh, không tăng không giảm, tánh của nó thường như, chẳng hư vọng, chẳng đổi khác, nên gọi là chân như, thì này thiện hiện, như vậy gọi là như thật biết chân như của tưởng. Này thiện hiện, thế nào là Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa như thật biết hành? Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa như thật biết tướng của hành, như thật biết sự sanh của hành, như thật biết sự diệt của hành, như thật biết chân như của hành, thì như vậy là như thật biết hành. Này thiện hiện, thế nào là Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa như thật biết tướng của hành? Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa biết như thật về hành, như cây chuối lột bỏ từng bẹ thì không còn gì cả, minh vô minh vân vân, do các duyên tạo thành, nghiệp phiền não vân vân hòa hợp giả lập, thì này thiện hiện, đó gọi là như thật biết tướng của hành.